Lời đầu tiên em Ăn xin chào tất cả các quý anh chị nha. Chào mừng tất cả các quý anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Thiên Ân Bất Động Sản. Thì trong cái video ngày hôm nay em Ăn sẽ giới thiệu cho quý anh chị mình một cái lô đất thuộc huyện Cam Lâm, thuộc xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm. Nó nằm ngay cách vài chục mét là có cái khu thương mại dịch vụ Cam Hải Tây của tập đoàn Vingroup là tới 300 hectare luôn. Rồi bây giờ em sẽ quay cho quý anh chị mình xem tổng quan về cái lô đất này nha. Thì phía trước mặt quý anh chị đây là một con đường bê tông, hiện tại đang là rộng khoảng 5 mét nha quý anh chị. Ở về cái đường chỗ này, cái chỗ em đang đứng đây là đặc biệt, sắp tới sẽ có một con đường quy hoạch 25 m. Nó sẽ đi ngang, cắt ngang qua con đường đây và nó đi ra tới đường Đinh Tiên Hoàng. Là con đường Đinh Tiên Hoàng là con đường huyết mạch xương sống của huyện Cam Lâm thời điểm hiện tại quý anh chị. Đó là con đường kết nối trực tiếp từ trung tâm huyện Cam Lâm đi ra tới khu vực biển Bãi Dài. Đó, về cái miếng đất mà em muốn giới thiệu cho quý anh chị ngày hôm nay đó là nó sẽ cách cái con đường quy hoạch 25 m đó là khoảng 50 m thôi. Nó nằm trên mặt tiền đường bê tông này nha quý anh chị. Đó, bây giờ em sẽ đi bộ tới em quay cho mấy chị mình xem nè. Thì cái miếng đất này nó rất là vuông vắn, ngang 5 m, sâu hơn 20 m và tổng diện tích là 101,7 m² nha quý anh chị. Full thổ cư 100% luôn, xây dựng tự do, sở hữu lâu dài. Đó, và cái lộ giới móc của nó là từ cái chỗ này nha quý anh chị, từ cái chỗ này nè. Cái móc này là quý anh chị thấy không? Ngay chân em để nè. Đó là mình đi qua đây 5 m nha. Sau qua tới đây là 5 m nè. Đó, qua tới đây là 5 m. Chỗ này. Đó, vô trong đó. Thì sau ngang 5 m, đó sâu 20. Sâu hơn 20 m. Đó thì xung quanh là quý anh chị có thể nhìn thấy là xung quanh đây là khu dân cư hiện hữu này. Chỗ này dân cư người ta xây. Chỗ này là cũng có một vị khách của em họ mua 2 lô họ xây nhà này. Xung quanh kia cũng có nhà ở này. Thì trong bán kính 1 km là sẽ có đầy đủ tất cả các tiện ích dân sinh nha quý anh chị. Từ trường mầm non này, cấp 1, cấp 2, cấp 3 nè. Đó. Và đặc biệt khách trung tâm hành chính huyện Cam Lâm là khoảng 500 m thôi. Bởi vì từ chỗ vị trí em đi ra tới đường Đinh Tiên Hoàng là mất khoảng 300 m nha quý anh chị. Thì mình đi theo thẳng con đường này, mình đi theo ra khoảng 100 m là mình sẽ rẽ theo đường tay phải là mình sẽ ra tới đường Đinh Tiên Hoàng. Đó. Và cái miếng này là hướng chính bắc nha quý anh chị, hướng chính bắc thì cực kỳ mát mẻ luôn, nó không có nóng như là hướng tây. Đó. Thì cái miếng này rất thích hợp cho quý anh chị mình xây nhà ở nè. Ngang 5 m thì rất thích hợp cho mình xây nhà ở. Và cái khu vực này nó sẽ nằm trong khu hành chính, khu bàn cờ của xã Cam Hải Tây nha quý anh chị. Đó, thì khu vực này là nó đối diện với khu vực này là thị trấn Cam Đức, nằm trên trục đường Đinh Tiên Hoàng luôn. Đó, từ đây ra đường Đinh Tiên Hoàng là mất khoảng 300 m thôi. Mà nếu mình tính theo đường chim bay thì khoảng 100 m nha quý anh chị. Và khi mà con đường quy hoạch kia mà nó chạy, nó đi được hình thành, nó cắt qua cái đường này đó, thì mình ra tới đường Đinh Tiên Hoàng mất khoảng 100 m thôi. Đó, và khi mà những cái con đường hình thành này, con đường quy hoạch này nó hình thành, và gần chỗ này khoảng 100 m là có một cái khu gọi là khu thương mại dịch vụ do Vingroup đầu tư là tới 300 hectare luôn. Đó, nó sẽ dọc ra đầm luôn. Thì cái miếng đất mình sẽ cách cái trung tâm đó là chỉ khoảng 100 m thôi. Và khi mà những cái dự án đó hình thành, con đường nó hình thành thì bất động sản xung quanh sẽ tăng giá đột biến rất là nhiều. Ví dụ như Hà Nội có nhiều cái dự án của Vin khi mà họ mở ra thì đất xung quanh nó tăng giá đột biến rất là nhiều lần luôn. Đó, thì cái miếng đất bên em nó cũng sẽ như vậy. Mình vừa mua ở, mình vừa đầu tư cũng được. Đó, hoặc mình có thể làm homestay. Bởi vì từ vị trí đất bên em mà nếu ra khu du lịch biển Bãi Dài thì mất khoảng 5 phút thôi nha quý anh chị. Và đặc biệt đi tới sân bay quốc tế Cam Ranh là mất khoảng 10 phút thôi, cực kỳ gần luôn. Tiện ích xung quanh đầy đủ. Đó, vị trí kết nối rất là ok, giao thông kết nối rất là thuận tiện. Cách chợ Cam Đức thì cũng chỉ khoảng là 1 km thôi, và ra quốc lộ 1A cũng chỉ 1 km thôi. Đó, em quay xung quanh cho quý anh chị xem nè. Đây là một khách họ đã mua trước đó và họ đã xây nhà nè. Đây là họ mua 2 lô. Đó, cái đường này cũng rất là rộng rãi nè quý anh chị. Đó, và giá của cái lô này thì cực kỳ rẻ luôn nha quý anh chị. Thì có 101,7 m² mà chủ chỉ bán với giá là 1,3 tỷ thôi nha quý anh chị, 1,3 tỷ, có thương lượng chút ít cho khách thiện chí. Nếu thấy hay, quý anh chị có thể like video này, đăng ký kênh ủng hộ em và nhấn nút chuông thông báo để có thể nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube của Thiên Ân Bất Động Sản nha. Em cảm ơn tất cả các quý anh chị và hẹn gặp lại tất cả các quý anh chị mình vào những video tiếp theo của em nha.